Quay đường vào nhà bạn gái mới quen, thanh niên được dân mạng khuyên chia tay nhanh còn kịp. Khi đó, thanh niên được bạn gái chỉ đường vào nhà chơi lần đầu tiên. Tuy nhiên, khi anh quẹo vào 7749 lần ngõ thì anh chàng không những không tìm được đường vào nhà bạn gái, còn quên luôn cả đường ra. Không những đường đi khúc khủy, gập ghềnh khó đi, mà còn vừa hẹp, vừa dốc, vừa ngoằn ngoèo, lại còn rối mù. Đường nọ tiếp nối đường kia như mê cung địa đạo. Nhìn con dốc ai cũng liên tưởng đến con dốc nhà bò ở Đà Lạt. Xem anh thanh niên chạy lòng vòng vài con ngõ mà vẫn chưa tìm ra được đường, cộng đồng mạng thiên nhau khuyên anh chàng nên tranh thủ chia tay nhanh còn kịp, kéo sau này đi đón dâu bưng mâm quả là cả một bài toán gian nan, vì đường trong ngõ chỉ đi vừa lọt một chiếc rưỡi xe máy, ô tô lại không thể đi vào. Một vài bình luận khác được cộng đồng mạng để lại: quả đường này mà rước dâu thì nhớ bảo cô dâu đi dép êm thôi nha. Chị Google ở Quảng Ninh kiểu đạp phanh, không chết tao với mày bây giờ. Nhà ở cuối ngõ, hôm nào say thì xác định ngủ ở khách sạn luôn. Em đánh giá cao tình yêu của anh dành cho bạn gái anh. Đi vài tháng là từ SH thành SOS luôn qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.